có những hương vị món ăn quê nhà lúc nào cũng khiến người ta vấn vương nhiều nhất, cho dù đó chỉ là những thứ bình dân hết cỡ, rất rẻ tiền, thường góp mặt trong ký ức về những bữa cơm nghèo của ngày xưa lơ xưa lắc, cùng hoài niệm về thời gian khó, thiếu ăn, thiếu mặc. Còn mắm con khô, hủ tương hột hay hủ chao mặn mòi đó, có thể với nhiều người nó chẳng là gì cả, nhưng với những ai đã một thời nhờ nó mà no bụng, mà lớn lên, thì những món ăn rất bình thường đó lại làm nên cả một trời ký ức.